Xin chào cả nhà, hôm nay Rau vừa ngắt mấy cái đọt rau húng lũi này vô làm xương tố bơ chuối sữa ha. Xương tố này thì gồm có 6 trái chuối đông đá cứng vậy nè cả nhà. Đó, rồi 7 trái bơ nhỏ bơ tươi ha cả nhà. Và 4 muỗng canh sữa đặc có đường ha cả nhà. Đó, và sau đó mình bắt đầu mình lột chuối ha. Chuối trước khi lột thì mình xả qua nước ấm để cho vỏ chuối nó mềm để dễ gọt ra cả nhà, chứ không thôi nó cứng khó gọt lắm. Bây giờ mình gọt hết 6 trái chuối rồi sau đó mình gọt bơ luôn ha cả nhà. Bơ thì mình cắt thành 4 miếng để mình dễ lột đó cả nhà. Đó. Đấy, còn rồi xong mình gọt cho hết 7 trái bơ này luôn. Bơ mình làm xương tố mình cần bơ chín mềm ha cả nhà, nó mới béo nó mới ngon ha cả nhà. Sau đó mình bỏ chuối và bơ vô máy rồi để 4 muỗng canh sữa đặc có đường vô, rồi sau đó mình đậy nắp cái máy, mình đậy nắp lại gì nè cả nhà. Rồi cái này mình lại xong mình ấn này xuống. Đó. Cái máy hiệu này á cả nhà, cái nắp này nó rất là quan trọng nha cả nhà. Cái chỗ này nè, mình đẩy nó không sát á là mình bấm nó không xay nha cả nhà. Đó, hồi nãy em ấn nó không có sát á, em bấm hoài, em bấm power rồi em bấm cái này nó không đi. Đó, bây giờ em đậy nó sát rồi nè. Giờ em bấm á. Cái máy nó ồn quá cả nhà ơi, nói không có nghe. Mình xay thấy nó mình xay khoảng 1 phút 2 phút rồi mình tắt, rồi mình xay lại để mình giữ cho cái máy mình không có bị nóng quá, đựng cho nó mau hư á. Mình nếu mà mình muốn giữ cái máy bền á, mình phải bấm một chút rồi cho máy nghỉ rồi mình bấm tiếp ha cả nhà. Bây giờ mình bấm nút này, dở cái nắp này ra ha. Bơ chuối xay xương tố xong rồi nè cả nhà. Bây giờ mình đổ ra ha. Mình dặn cái này nè cả nhà. Đó, dặn qua bên tay phải là mình lấy ra được, còn dặn qua bên trái là mình lóc nó. Giờ nó đặc lắm nè cả nhà. Đó, nó đặc lắm giống như kèm vậy đó. Đặc lắm luôn, con em nó thích đặc gì nè. Bây giờ em sẽ thử cho cả nhà xem nó có ngon không ha. Mời cả nhà ha. Ngọt vừa luôn. Mà nó béo nữa cả nhà ơi. Béo lắm. Nó đậm giống như kem vậy. Ngon. Cái này đổ chắc nó không ra đâu. Nó đặc quá. Coi đổ coi nó ra không. Đổ không ra nha cả nhà. Phải lấy đồ múc thôi. Bây giờ lấy cái giá múc ra nè cả nhà. Đó, chứ đổ nó không ra. Đó, lấy cái giá múc ra cho nó nhanh. Bây giờ xương tố bơ sữa của mình xong rồi, mình trang trí vài cái lá mint lên cho nó thơm, cho nó đẹp hết cả nhà. Đó, bây giờ mình xin tạm dừng video ở đây hết cả nhà. Cảm ơn cả nhà nhiều đã dành thời gian theo dõi và xem video và ủng hộ em Hổng Rai. Chúc cả nhà có một ngày vui vẻ ha. Và hẹn cả nhà video tiếp theo. Nếu cả nhà thích video của em, cho em xin một cái like, một cái chia sẻ và một cái đăng ký kênh hết cả nhà. Và chúc cả nhà ngon miệng ha. Ok, bye bye cả nhà. Bye.